Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2023. Và trong buổi tối livestream ngày hôm nay bên em thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ chính hãng giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn chưa ưng sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ nào bên em thì các bạn hãy đăng ký kênh YouTube Triệu Phú TV, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm cũng như là siêu phẩm đấy. Ngày xưa con này cũng là mấy chục triệu các bạn nhá. Đấy. Trên tay bên em là sản phẩm cũng như là Galaxy S9. Con này của bên em của nhà mình thì là phiên bản là Hàn Quốc, một SIM một sóng. Cấu hình con này của nhà mình thì là phiên bản của nó thì là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình con này của nó thì là màn hình cong tràn viền bên ngoài các bạn nhá. Màn hình của nó cong tràn viền. Đấy. Dòng chip Flagship này dùng cực kỳ là ok các bạn nhá. Màn hình của nó thì là Super AMOLED 5.8 inch QHD 2K+. Nói chung là cái màn hình 2K cực kỳ ok. Dung lượng thì pin 3000, các bạn dùng một ngày thì cũng là ít, thì các bạn dùng một ngày thì cũng là cực kỳ ok rồi. Con này thì là màn hình của nó 5.8 inch thì là nó nhỏ gọn. Bạn nào mà cần nhỏ gọn các bạn mua về làm máy phụ hay là chạy Uber Grab thì các bạn phải là cân nhắc mua Galaxy S9 này, nói chung là dùng cực kỳ tuyệt vời luôn. Loa nghe gọi con này thì các bạn mà đi ngoài đường ấy, các bạn mà dùng những con này mà các bạn đi ngoài đường, các bạn loa nghe cái loa nghe gọi của nó cực kỳ ok luôn, cực kỳ là to các bạn nhá. Là cái loa cái dòng chip Flagship của ngày xưa của Samsung thật các bạn. Bỏ ra coi như là bỏ con này trong buổi tối ngày hôm nay nhà mình sẽ thêm những bạn giá coi như là 2.200.000 đồng. Nói chung là các bạn bỏ ra 2.200.000 đồng các bạn mua này, nói chung là đáng đồng tiền bát gạo các bạn nhé. Tình trạng con này của nhà mình thì là màn hình con này của nhà mình thì là chỉ ám nhẹ một chút thôi các bạn nhé. Đấy. Màn hình con này thì là cực kỳ là nhẹ một chút thôi, các bạn đi kỹ bị thấy thôi các bạn nhé. Bình thường là các bạn soi đây là sẽ không thấy các bạn nhé. Đấy. Giá thì là cực kỳ là rẻ luôn. Giá sẽ là 2.200.000 đồng cho bạn nhé. Nói chung là phân khúc 2.200.000 thì nói thật các bạn không con nào qua nổi con này các bạn nhé. Không một đối thủ luôn, dùng cực kỳ là sướng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm cũng như là Galaxy S9 này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất các bạn nhé. Qua hai số line là 0966 và 0833 hoặc các bạn gần trực tiếp qua địa chỉ của hàng nhà mình là số nhà 72 phố Ba Thả, Viên An, Hòa Lội để là giao lưu cho đội mua bán. Và ở xa thì mình có Shipco, bên mình thì được nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Đúng sản phẩm của bạn đặt thì các bạn phải thanh toán các bạn nhé. Và sản phẩm bên mình bán ra thì là bao test cho các bạn như là toàn máy coi như là 10 ngày và bảo hành coi như là phần cứng là 6 tháng nên các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được một con này là con Mi, giá cực kỳ là rẻ các bạn nhé. Giá con này của nhà mình là nói chung là đọc giá là các bạn xuống tiền luôn các bạn nhé. Cái con S9 này phân khúc 2.200.000 thì các bạn dùng con này cũng cực kỳ ok luôn. Đây, cực kỳ nhanh, cực kỳ là mượt các bạn nhé, có 2.200.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về một con này là giá cực kỳ là rẻ. Con này của nhà mình là con Redmi 5. Con này của nhà mình thì là phiên bản của nó thì là bộ nhớ trong là 16GB. RAM con này của nó sẽ là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB các bạn nhé. Tình trạng con này của nhà mình thì là máy còn là full hết chức năng, chỉ có như là bị vỡ kính màn hình các bạn nhé. Đây, kính màn hình nó chỉ bị vỡ chỗ này này. Này các bạn nhìn kỹ này. Đấy. Về các bạn ép tầm khoảng độ 150 đến 200.000 là đồng là ngon nhé. Đấy. Nói chung là bên mình thì mình không sửa chữa gì mà. Mặt sau con này là kính cam của nó thì là bị vỡ mất kính cam nhé. Đấy, vỡ mất cái kính cam nhưng mà vẫn chụp được các bạn nhé. Đấy, không vấn đề gì camera các bạn nhé. Camera thì vẫn là chụp ảnh bình thường các bạn nhé. Đấy, đâm vào đây thì chỉ mất cái kính cam thôi. Đấy, về các bạn vệ sinh thì các bạn có thể là mua kính cam lắp vào cũng được. Bên mình thì mình không sửa chữa. Mua sao thì mình bán vậy luôn cho bạn nhé. Thì cái con Redmi 5 này của nhà mình thì là mình sẽ thanh cho bạn giá có nhiều 500.000 đồng. Đấy, bằng một con máy chữ to, số to người già này. Đấy, tội gì các bạn phải mua máy người giả, các bạn mua những con máy về làm máy phụ vất vả vất vậy, hoặc các bạn mua về để cho các em nhỏ chơi game, xem phim, nghe nhạc thì cực kỳ ok. Đấy, 500.000 đồng các bạn mua này nói chung là cực kỳ ok các bạn nhé. Đấy, nói thật các bạn, 500.000 đồng thì các bạn chỉ mua được mấy con máy chữ to, số to người già thôi, còn một con cảm ứng mà full chức năng như thế này thì nói chung là không có bạn nhé. Đấy, 500.000 hợp cực kỳ hợp lý cho bạn về xem phim, nghe nhạc các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm con Redmi 5 này các bạn nhà hàng mình sớm nhất các bạn nhá. Đấy, có 500.000 đồng cho bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về được con này là con Oppo A95 các bạn nhé. Chỉ trên tay bên em này buổi tối ngày hôm nay thì là bên em lại về được con này là con Oppo A95. Con này của nhà mình thì là gì nhỉ? Phiên bản sẽ là RAM 8GB cộng được thêm 8GB RAM các bạn nhé. 8GB RAM, 88 là 16GB RAM các bạn nhé. Tất cả là được 16GB RAM luôn này. Gì nhỉ? Bạn sẽ lúc khác đi. Đấy. Các bạn được cộng thêm coi như là 8GB RAM chính và 8GB RAM hỗ trợ các bạn nhé. Và bộ nhớ con này của nhà mình là phiên bản là tận là 128GB.
Nói chung là bộ nhớ là 128GB, các bạn lưu trữ cực kỳ ok. Màn hình con này của chúng mình thì là màn hình AMOLED các bạn nhá. 6.43, 43 inch, Full HD cộng, màn hình của nó AMOLED cực kỳ là sắc nét luôn. Đẹp trong như trong tranh các bạn nhá. Và cái con này của chúng mình chạy chip Snapdragon là 662, dung lượng pin của nó là pin 5000 các bạn nhá. Nói chung là pin 5000, hai SIM hai sóng, cực kỳ ok luôn. Về cái ngoại hình con này thì mình đánh giá thì là máy còn là 90 trên 90 một chút. Viền ở đây thì nó chỉ là hơi phẩy một chút các bạn nhé. Viền ở đây thì nó thì là hơi phẩy một chút thôi. Đấy. Ngoại hình thì là máy còn độ là trên 90%. Viền đoạn này thì nó hơi phẩy một chút các bạn nhé. Được cái thì màn hình đẹp này, mặt lưng còn cực kỳ ok luôn các bạn nhé. Giá thì trong buổi tối ngày hôm nay thì là bên mình sẽ thanh toán giá coi như là 2.800.000 đồng. Đấy. Các bạn có thể cân nhắc mua Oppo A95 rất ok các bạn nhé. Có 2.800.000 thôi. Đấy, các bạn mua Oppo A95 này cực kỳ ok cho bạn nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm cũng như là Oppo A95 này, các bạn nhà hàng mình sớm nhất các bạn nhá. Sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được con này là con Samsung A10s các bạn nhá. Con A10s này của nhà mình thì là phiên bản là sẽ là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhá. Con A10s này sẽ là RAM của nó sẽ là RAM 2GB và bộ nhớ trong là 32GB. Con này sẽ là 1.200.000 đồng các bạn nhá. Samsung A10s này sẽ là 1.200.000 đồng cho bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được một con này là con Galaxy S21 5G. Con này của mình là phiên bản Mỹ các bạn nhá. Hai SIM hai sóng, một SIM eSIM và một SIM vật lý các bạn nhá. Màn hình con này thì mình đánh giá thì là màn hình trong veo vèo luôn các bạn nhá. Màn hình đẹp đẹp cũng như là móc mắt luôn. Về cái ngoại hình con này thì là cũng là đẹp các bạn nhá. Máy còn là 90 trên 90%. Ngoại hình thì mình rất là đẹp luôn các bạn nhá. Về thứ hai con này của mình là cấu hình cực kỳ là khủng luôn. Phiên bản Mỹ lại còn hai SIM hai sóng, một SIM eSIM và một SIM vật lý các bạn nhé. Và con này của mình là phiên bản là RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 128GB, chip Snapdragon là 855, dung lượng pin của nó thì là pin 4000, các bạn dùng một ngày thì cũng cực kỳ ok luôn. Và màn hình của nó thì là Super AMOLED Dynamic AMOLED các bạn nhé, 6.2 inch. Nói chung là cái màn hình 6.2 các bạn dùng con này cực kỳ ok các bạn nhé. Màn hình là trong veo veo luôn, giá cực kỳ là hợp rẻ cho các bạn nhé. Các bạn mua về tặng các chị em phụ nữ như dòng này mà ba mắt này thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Thì là giá trong buổi tối livestream ngày hôm nay bên em thì là bên em sẽ thanh lý bạn giá coi như là 5.800.000 đồng. Đấy, Galaxy S21 5G phiên bản của Mỹ này mà có 5.800.000, rất là rẻ cho bạn nhé. Màn đẹp như thiếu nữ luôn, 18 luôn các bạn nhé. Ngoại hình cũng rất là đẹp các bạn nhé. Đấy. Sản phẩm mình bán ra thì là mình sẽ tặng kèm một cái ốp luôn và một bộ sạc nhanh các bạn nhé. Rất là ok cho bạn nhé. Sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay bên em lại về cho bạn là con này là con gì nhỉ? Oppo. Con Oppo này cũng cực kỳ là châu bò các bạn nhé. Trên tay bên em này là sản phẩm có như là Oppo, con này là Oppo A5 2020, phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 64GB, màn hình của nó thì là 6.5 inch, pin của nó thì là pin 5000. Đấy. Về cái ngoại hình con này thì là mặt lưng của nó thì là chỉ là dính hơi bùn ốp thôi các bạn nhé, dính hơi bùn ốp thôi. Đấy, pin 5000. Giá cái con này buổi tối ngày hôm nay thì là mình sẽ thanh lý bạn giá có như là 1.700.000 đồng. Đấy. Oppo A5 2020, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 64GB, sẽ là gì nhỉ? 1.700.000 đồng cho bạn nhé. Pin 5000 các bạn nhá. Con này của mình là pin 5000 các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về được con này là cái đặt sau đêm nay. Hủy đi. Đang cập nhật phần mềm các bạn. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay bên em thì là bên em sẽ về được con này là con Oppo A31, phiên bản là RAM 4GB và bộ nhớ trong con này là 128GB. Con này cũng là pin 5000, màn hình của nó cũng là 6.5 inch. Mặt lưng của nó thì là kiểu dính hơi dính mùn ốp các bạn nhá. Giá thì cũng là 1.700.000 đồng cho bạn nhá. Đấy, con Oppo A31 này. Đấy, giá cũng là 1.700.000 đồng cho bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm cũng như là con Oppo A31 này các bạn nhà hàng mình sớm nhất các bạn nhá. 1.700.000 đồng cho bạn. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay bên em thì bên em lại về được con này là con Meizu các bạn nhá. Thì là con Meizu này của mình là con Meizu Note 5 các bạn nhé. Đấy, dòng Meizu Note 5 này thì là mình thỉnh thoảng là mình cũng hay về liên tục các bạn nhé. Con này của mình là phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Đấy, con Meizu Note 5 này của mình thì là giá sẽ là coi như là 1.100.000 đồng các bạn nhé. Đấy, Meizu Note 5 này, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, có nút home này, các bạn mua về làm máy phụ nghe gọi cực kỳ ok luôn. Ngoại hình thì con này đẹp các bạn nhé, ngoại hình cực kỳ là đẹp luôn mà giá có 1.1 triệu, cực kỳ hợp lý cho bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm cũng như là con Meizu Note 5 này các bạn nhà mình sớm nhất các bạn nhá. Hôm nay mình toàn xả lỗ thôi nên các bạn cứ yên tâm các bạn nhá.
và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày livestream ngày hôm nay bên em, thì bên em lại về được con này là con gì nhỉ, thông tin điện thoại, con này con Galaxy Note 9, con này của nhà mình là phiên bản là Hàn Quốc, một sim một sóng. Cấu hình con này của nhà mình sẽ là RAM của nó sẽ là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Màn hình của nó thì là QHD 2K cộng 6.4 inch các bạn nhé. Màn hình của nó thì là AMOLED cực kỳ sắc nét. Pin thì là pin 4000 luôn. Tình trạng con này của nhà mình thì màn hình của nó thì là hơi ám nhẹ một chút các bạn nhé. Các bạn để kỹ thì nó hơi ám nhẹ một chút thôi. Cực kỳ ám nhẹ một chút tí bên dưới đây các bạn nhé. Đấy. Thì là giá trong buổi tối ngày hôm nay thì bên em sẽ thanh lý bọn giá coi như là 3 triệu đồng. Đấy. Galaxy Note 9 bây giờ cực kỳ là rẻ luôn. Nói chung là phân khúc coi như là 3 triệu đồng các bạn phải cân nhắc mua này. Dùng sướng hơn những sản phẩm đời mới bây giờ cực kỳ là nhiều luôn. Đấy. 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 RAM 6GB và bộ nhớ 128GB. Tội gì các bạn mua những sản phẩm đời mới bây giờ. Camera chụp ảnh cực kỳ sắc nét luôn. Mà bút biếc các kiểu đầy đủ các bạn nhé. Mà giá có 3 triệu đồng. Đấy. Tội gì các bạn phải mua hàng đốm ám, con kiến, đốm chấm kim các kiểu các bạn nhé. Đấy. 3 triệu đồng các bạn mua Note 9 này cực kỳ ok các bạn nhé. Bạn mình bán ra thì mình sẽ tặng kèm một cái ốp luôn, dán màn hình sẵn cho bạn thì các bạn cứ yên tâm về sử dụng các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay bên em thì lại về được sản phẩm có như là Galaxy A90 5G các bạn nhé. A90 5G thì hôm nay bên em thì về được 3 cây. Đấy, phiên bản là Hàn Quốc, một sim một sóng các bạn nhá. Nói chung là tầm phân khúc có như là 3 triệu hơn 3 triệu thì các bạn mua này nói chung là đáng đồng tiền bát gạo các bạn nhá. Thì mình sẽ nói sơ qua về cái cấu hình chi tiết cái con Galaxy A90 5G này của nhà mình này. Có hỗ trợ sóng 5G, phiên bản là Hàn Quốc, một sim một sóng. Cấu hình sẽ là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình của nó thì là Super AMOLED 6.7 inch Full HD cộng. Chip Snapdragon là 855. Chip này các bạn gánh game hay xử lý đa nhiệm cực kỳ ok. Dung lượng pin của nó thì là pin 4K5. Phân khúc coi như là con này buổi tối ngày hôm nay thì là mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 4.200.000 đồng thì nói thật các bạn. Các bạn là 3.200.000 đồng thì nói thật các bạn. Vô đối với cấu hình luôn. Phân khúc coi như là 3 triệu hơn 3 triệu một tí thì nói thật các bạn thì không tìm đâu con mẫu điện thoại mà dùng ngon hơn con này các bạn nhé. Đấy. Thì là đấy. Giá sẽ là 3.200.000 đồng cho bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm coi như Galaxy A90 5G này các bạn nhà mình sớm nhất các bạn nhá. Về ngoại hình thì máy còn là trên 90%, máy còn rất là ok các bạn nhá. Màn hình thì tất cả trong veo vèo luôn các bạn nhá. Giá cực kỳ là rẻ luôn. Có 3.200.000 đồng cho bạn nhé. Hôm nay buổi tối ngày hôm nay thì mình về được 3 cây các bạn nhé. Đấy, 3 cây, 2 cây màu đen và 1 cây coi như là màu trắng các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được con này là con Oppo A73. Thì hôm nay nhà mình lại về được tiếp tục con này là con siêu phẩm Oppo A73 các bạn nhé. Về cái ngoại hình thì con này thì khỏi phải chê luôn. Máy còn là trên 90%, cực kỳ ok luôn các bạn nhé. Con này của nhà mình thì là phiên bản là gì nhỉ? Oppo A73. Phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình của nó thì là AMOLED 6.44 inch Full HD cộng, chip Snapdragon là 662. Và RAM con này của nhà mình thì là RAM 4, bộ nhớ trong 64. Pin thì là pin 4000 các bạn nhé. Đấy, màn hình của nó là 6.44 inch, màn hình AMOLED cực kỳ là sắc nét các bạn nhé. Con này của nhà mình thì là phiên bản là 2 SIM 2 sóng, 1 SIM eSIM và 1 SIM vật lý các bạn nhé. Đấy, con này của nhà mình thì là SIM là SIM, 1 SIM eSIM và 1 SIM vật lý luôn các bạn nhé. Giá thì là con Oppo A73 này của nhà mình thì là mình sẽ thanh lý bọn giá coi như là 2.800.000 đồng cho bạn nhé. Đấy, Oppo A73 này các bạn mua dùng con này thì là mỏng nhé. Con điện thoại là cực kỳ là mỏng luôn. Hỗ trợ cổng sạc tai SIM và jack tai nghe 3.5 này. Mỏng, con bạn nào mà cần điện thoại mỏng mà nhỏ nhẹ các bạn thể mua này, cực kỳ ok luôn. Con này thiết kế của nó cực kỳ là mỏng các bạn nhé. Đấy. Rất là đẹp luôn, màn hình AMOLED thì khỏi chê các bạn nhé. Đấy. Mỏng, thiết kế độ mỏng nó cực kỳ là mỏng, rất là đẹp luôn. Nói chung là mình đánh giá cao về thiết kế con này, rất là đẹp các bạn nhé. Mà giá có 2.800.000 đồng cho bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được con này là con Galaxy. Con này của nhà mình là con Galaxy Note 20 5G, phiên bản là Hàn Quốc, một sim một sóng. Cấu hình con này của nhà mình sẽ là RAM 8, bộ nhớ là 256GB. Màn hình của nó thì là gì nhỉ? AMOLED 6.7 inch, chip Snapdragon là chip 865, chip dòng. Chip này các bạn gánh game và chạy dụng cực kỳ tuyệt vời. Dung lượng pin của nó thì là pin 4K3 các bạn nhé. Pin 44.300 luôn các bạn nhé. Ngoại hình thì khỏi phải chê luôn. Ngoại hình con này mình đánh giá thì là máy còn là trên 90%. Máy còn rất là đẹp các bạn nhé. Đẹp len keng luôn. Cái dòng Note 20 5G là rất là đẹp các bạn nhé. Màn hình thì cũng là trong vèo vèo luôn các bạn nhé. Và trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì là bên em sẽ thanh lý bạn giá có như là 4 triệu à gì nhỉ. Con này sẽ là 5.400.000 đồng các bạn nhé. Đấy. Galaxy Note 20 5G máy đẹp các bạn nhé. Giá sẽ là 5.400.000 cho bạn nhé.
rất là ok luôn. Các bạn mua này nói chung là đáng đồng tiền bạc gạo luôn, dùng cực kỳ sướng các bạn nhé. Và sản phẩm cuối cùng trong buổi tối livestream ngày hôm nay bên em thì là bên em lại về được một con này, là con Samsung Z8 2018 phiên bản là công ty các bạn nhé. Đấy, trong buổi cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về được con này, là con Galaxy Z8 2018 phiên bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình sẽ là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Cái con này của nhà mình sẽ là 1.600.000 đồng các bạn nhé. Về ngoại hình thì là máy còn là 90/90%, máy còn rất là đẹp luôn. Đấy, máy còn 90/90%. Màn hình của nó thì là màn hình Super AMOLED 6 inch, cực kỳ là sắc nét luôn. Nói chung là màn hình AMOLED thì các bạn khỏi chê luôn. Phân khúc 1.6 triệu các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Và bây giờ thì là sản phẩm cuối cùng trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì nhà mình về ít phụ kiện chính hãng các bạn nhé. Trên tay mình là bộ phụ kiện chính hãng của LG. Bộ sạc này là bộ sạc 18W các bạn nhé. Bộ sạc này thì là mình có bán lẻ củ và mua bán lẻ dây. Bộ sạc này thì là bên mình đang bán ra cho bạn với giá coi như là 99k các bạn nhé. Và đây là bộ sạc coi như là 25W chính hãng của Samsung. Bộ sạc này cũng mình cũng đang bán cho bạn với giá coi như là 150.000 đồng. Bộ sạc siêu nhanh các bạn nhé. Phụ kiện thì các bạn, tất cả phụ kiện thì các bạn lên Shopee là đặt hàng giúp mình nhé. Các bạn lên YouTube này, các bạn vào kênh coi như là Triệu Phú TV các bạn nhé. Đây các bạn vào kênh coi như là Triệu Phú TV các bạn nhé. Triệu Phú TV này, các bạn kích vào một video bất kỳ cho mình. Đây, ở đây là Triệu Phú TV này. Đấy, các bạn kích vào cái mục, các bạn kích vào mục xem thêm này. Ở đây thì mình có để cái link coi như là Shopee và phụ kiện của nhà mình nhé. Các bạn kích vào cái link Shopee và phụ kiện cho mình này, các bạn kích vào mở. Đấy, thì ở đây thì mình, các bạn có thể chọn coi như là cái, đây là cái Shopee của nhà mình nhá, không phải Shopee của nhà người khác các bạn nhé. Đây ạ, các bạn có thể chọn mua lẻ củ, mua lẻ sạc, rất là nhiều phụ kiện chính hãng giá rẻ các bạn nhá. Thì các bạn có thể lên đây coi như là ủng hộ sản phẩm điện thoại cũ rẻ của mình các bạn nhá, điện thoại và phụ kiện của mình. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Và xin chào lại clip sau các bạn nhá.